Sáng 17/11, công ty xổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng xác nhận đơn vị đã trao 8 tờ vé số trúng giải đặc biệt và 72 tờ phụ đặc biệt cho một người đàn ông ở tỉnh Tây Ninh. Đây là trường hợp hy hữu vì tất cả 80 tờ vé số trúng giải cao nhất đều thuộc về một người. Vị khách may mắn là ông NMT, 59 tuổi. Ông này quê huyện Tràng Bàng, hiện là cán bộ của một cơ quan cấp tỉnh ở Tây Ninh. Uống cà phê với nhóm bạn thì mua vé số của một người bán dạo. Sáng 14/11, ông T. Lúc đầu, ông rủ các bạn hùn tiền mua vì lốc vé số đến 80 tờ. Tuy nhiên, các bạn của ông sau đó không hùn nên ông T. Chiều cùng ngày, ông T phải trả đến 800.000 đồng. Do số bằng điện thoại di động. Thấy giải đặc biệt có hai số cuối là 09 nên ông T. Thầm nghĩ, chúng hai số cuối xem như 14. Đến lúc mở cặp lấy lốc vé số ra dò cẩn thận thì dãy số 015409 trên 8 vé trùng với giải đặc biệt. Mỗi vé trúng 2 tỷ đồng. 72 tờ còn lại chỉ sai một số của dãy đặc biệt nên tờ nào cũng trúng 50 triệu đồng. Nhận vào chiều 16/11 tại Sóc Trăng là 19,6 tỷ đồng. Tổng giải thưởng mà ông T. Ông T. Cho biết, trước mắt ông gửi tiền vào ngân hàng. Tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần đi làm từ thiện và giúp đỡ người thân. Bạn bè có cuộc sống khó khăn. Lúc mình khó khăn, người thân, bạn bè giúp đỡ. Bây giờ có tiền thì mình giúp lại, ông T. Nói.